Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất. Chào các anh chị, tôi là Luật sư Vlog. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về một chủ đề mà tôi nghĩ rằng mọi người đang rất là quan tâm. Chắc có lẽ là mọi người đã đọc báo rồi đúng không? Đó chính là câu chuyện của cô mắm tôm đã bị cơ quan chức năng phạt 7,5 triệu đồng giống như là bà Nguyễn Phương Hằng. Các anh chị biết thì cách này khoảng là 10 ngày thôi thì bà Nguyễn Phương Hằng có lên một cái buổi livestream để bà Hằng là cảnh báo mắm tôm, coi như là cấm sống mắm tôm, không cho mắm tôm phát biểu trên mạng xã hội. Lúc đó thật ra thì tôi rất là bỡ ngỡ, bởi vì cái câu chuyện mà mắm tôm muốn phát biểu như thế nào đó chính là cái quyền tự do ngôn luận của mắm tôm. Bà Hằng không có quyền gì yêu cầu hoặc là cấm đón mắm tôm phát biểu trên mạng xã hội hết, bởi vì đó chính là quyền công dân của mắm tôm. Dù sao đi chăng nữa thì mắm tôm cũng là một công dân chưa bị khởi tố nè, cho nên vì vậy mắm tôm có quyền phát biểu theo cái khuôn khổ của pháp luật. Bà Nguyễn Phương Hằng không có cái quyền gì để cấm mắm tôm hết á. Nhưng mà thật sự lúc đó tôi cũng không biết ẩn ý sâu xa của bà Hằng như thế nào. Thì lúc đó tôi về, tôi có một cái buổi live stream và tôi có nói rằng là tôi quay xe với bà Nguyễn Phương Hằng, bởi vì bà Hằng đã xâm phạm vào cái quyền công dân của mắm tôm với lý do mắm tôm được quyền phát biểu theo khuôn khổ pháp luật. Bà Hằng không có quyền gì để cấm mắm tôm hết á, và thách thức mắm tôm: mày thử đi, mày thử lên mạng xã hội, mày tru kéo nữa thử đi. Và thật sự ra cũng không hiểu nổi, sau khi bà Hằng là cấm mắm tôm nói, cấm mắm tôm lên sóng, thì thật sự mắm tôm cũng ít lên sóng, cũng ít nói luôn. Không biết câu chuyện đó nói như thế nào, sâu xa đó nó có ẩn ý hay là ẩn khúc gì hay không, tôi cũng không biết được. Và một thời gian khoảng 10 ngày, mắm tôm chỉ nói là mé mé, mí mí về bà Nguyễn Phương Hằng thôi, hoặc là nói bóng nói gió thôi, không dám kêu thẳng tên của bà Nguyễn Phương Hằng ra để mà chửi như trước đây nữa. Và cuối cùng hôm nay chúng ta lại phát hiện ra một điều, đó chính là mắm tôm đã bị ông giáo bế lên phường và phạt 7,5 triệu đồng về cái tội là nói tầm bậy tầm bạ trên mạng xã hội. Cũng là hai hành vi nói chuyện nha, cũng là hai hành vi. Trước đây bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã từng bị phạt 7,5 triệu đồng rồi, và mắm tôm bây giờ cũng bị phạt 7,5 triệu đồng luôn. Nhưng hai hành vi này mục đích ý nghĩa khác nhau hoàn toàn. Và bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ về bài viết trên báo sim.vn viết về câu chuyện của mắm tôm vì sao bị phạt 7,5 triệu đồng. Xem xong rồi chúng ta cùng nhau đối chiếu lại với câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng trước đây, vì sao phạt 7,5 triệu đồng nhưng hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng bị phạt nó cao thượng hơn mắm tôm rất là nhiều luôn. Lý do vì sao một chút nữa chúng ta nói. Bây giờ chúng ta quay trở lại câu chuyện của mắm tôm vì sao bị phạt, được đăng trên báo zin.vn ha. Thì báo zin.vn có đăng cái bài về mắm tôm bị phạt, chắc chắn là có rồi. Bởi vì không có, tôi nghĩ rằng là báo không có đăng đâu. Bởi vì một số trang báo chính thống thời gian gần đây họ ít khi nào mà nói về là nghệ sĩ lắm, nhất là những việc làm mà không tốt của nghệ sĩ họ ít là đăng. Không biết là báo chí chính thống có lọc nghệ sĩ ra để mà bảo vệ hay không, thì nhất cử nhất động của mắm tôm đều bị báo chí chính thống phanh phui hết. Chúng ta cùng nhau nghe qua nè. Bài báo này được đăng trên báo zin.vn vào lúc là 9 giờ 56 phút ngày 28 tháng 10 năm 2021 với chủ đề chủ kênh YouTube Trang Khàng bị phạt 7,5 triệu đồng. Chánh thanh tra Sở Truyền thông Thông tin thành phố Hồ Chí Minh xử phạt chủ kênh YouTube Trang Khàng với mức phạt là 7,5 triệu đồng vì phát ngôn không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Ông Nguyễn Đức Thọ, chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh xác nhận với Zin về việc vừa phạt vi phạm hành chính đối với chủ thể đăng ký sử dụng kênh YouTube Trang Khàng về hành vi phát ngôn không chuẩn mực, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Cụ thể, theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính ban hành ngày 27 tháng 10, chủ thể này bị xử phạt theo điểm B khoản 1 điều 101 Nghị định số 15 năm 2020 NĐ-CP với mức phạt là 7,5 triệu đồng. Ông Thọ cho biết chủ kênh YouTube Trang Khàng đã nhận thấy việc phát ngôn trong một số clip được đăng phát lan truyền trên mạng xã hội là có sử dụng ngôn từ không chuẩn mực, phản cảm và cam kết sẽ tiết chế cẩn trọng cho phù hợp hơn, không làm ảnh hưởng đến môi trường văn hóa khi phát ngôn, phát sóng trực tiếp, mở ngoặc livestream. Kênh YouTube Trang Khàng do cụ người mẫu Trang Trần tên thật là Trần Thị Trang làm chủ. Thời gian qua, kênh YouTube này liên tục đăng tải livestream của cụ người mẫu về nhiều vấn đề và nhận được phản ứng trái chiều của dư luận, như là đến nhà của Hồ Văn Cường để hỏi về cách xê liên quan đến nữ ca sĩ Phi Nhung, tranh cãi với doanh nhân Nguyễn Phương Hằng, CEO Đại Nam. Và như vậy thì rõ ràng
là cơ quan chức năng đã xử phạt 7,5 triệu đồng là đúng ha. Chúng ta cũng thừa biết là trước đây đó là mắm tôm cũng đã rất nhiều lần lên trên mạng xã hội, nhưng bây giờ chỉ mới xử phạt có một lần thôi thì cơ quan chức năng cũng đã nương tay rồi. Thật sự ra thì cô mắm tôm này đó, đúng ra đó là từng buổi livestream là sẽ xử phạt từng lần đó. Và thật sự thì trong bài báo này đã có nói đến vấn đề đó, chính là cam kết là sẽ cẩn trọng hơn cho phù hợp, không làm ảnh hưởng đến môi trường văn hóa khi phát ngôn, phát sóng trực tiếp trên mạng. Ở đây đó, thì cái cô mắm tôm này nói rằng là bà Hằng là rác trên mạng, rác livestream. Nhưng ở đây báo chí và biết rõ luôn là trang trần mắm tôm cam kết là sẽ cẩn trọng hơn, không làm ảnh hưởng đến môi trường văn hóa khi phát ngôn, cũng là ở trên mạng luôn. Có nghĩa là mắm tôm thừa nhận mình chính là rác trên mạng xã hội, rác này lại đi chửi người ta là rác kia. Tiếp theo nữa nè, báo có viết đó, là mắm tôm đó ăn cơm nhà mà đi làm chuyện của người ta. Câu chuyện của Hồ Văn Cường và Phi Nhung liên quan đến việc đòi tiền giùm của bà Nguyễn Phương Hằng hoàn toàn là không có liên quan gì đến câu chuyện của mắm tôm hết á. Thì không biết như thế nào mắm tôm lại đùng đùng qua nhà của người ta hỏi, tra khảo, truy sát Hồ Văn Cường, hỏi rằng là có nhờ bà Nguyễn Phương Hằng là đòi tiền giùm mình hay không. Câu chuyện hoàn toàn không có liên quan đến mình, mà mình cũng đi qua nhà của người khác để mà tra khảo thằng nhỏ là 6 tiếng đồng hồ. Xong rồi lại còn đặt điều nói xấu bà Nguyễn Phương Hằng, nói rằng là CEO thế này thế kia và chửi CEO đó chính là rác trên mạng xã hội, rác livestream. Nhưng bài báo chính thống trang zin.vn lại viết rằng là trang Trần cam kết là mình chính là rác livestream. Và tôi nghĩ là ở đây đó, cơ quan chức năng xử lý trang Trần là 7,5 triệu đồng là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật. Đúng ra đó là xử lý còn nhiều lần hơn nữa kìa. Ở đây như hồi nãy tôi nói đó, chúng ta có hai hành vi. Hành vi thứ nhất đó là việc phạt trang Trần, hành vi thứ hai đó là việc phạt của bà Nguyễn Phương Hằng. Vì sao tôi nói rằng cũng hai hành vi nhưng ý nghĩa là hoàn toàn là khác nhau? Chúng ta biết trước đây bà Nguyễn Phương Hằng là bà Hằng đã tố cáo ông Lương Thần Y Võ Hoàng Yên này ra ngoài cơ quan chức năng, nhưng thời điểm đó câu chuyện này nó chưa được nổi lên và vì vậy buộc lòng bà Nguyễn Phương Hằng phải cố tình nói cho nó khác đi một chút để cơ quan chức năng xử phạt mình. Và sau đó sự việc được đăng rầm rộ trên báo chí và câu chuyện bà Hằng tố cáo ông Lương Thần Y Võ Hoàng Yên này mới được nổi lên và lúc đó thu hút được sự quan tâm của công chúng. Và như vậy càng nhiều người biết thì câu chuyện của ông Lương Thần Y Võ Hoàng Yên này sẽ được nhiều người phanh phui ra và sự việc này lại tiếp tục lan truyền ra ngoài xã hội. Và như vậy cuối cùng mọi người dân biết được hành vi của ông Lương Thần Y Võ Hoàng Yên có khám chữa bệnh được hay không. Và từ đó thì người dân có thể sau này đó tránh được các rủi ro liên quan đến các lương thần y khác nữa ngoài ông Lương Thần Y Võ Hoàng Yên. Và sự việc phạt của bà Nguyễn Phương Hằng là phạt có chủ đích bởi vì mục đích cao thượng hơn. Còn sự việc phạt của mắm tôm đó, rõ ràng mắm tôm thừa biết và thừa hiểu rằng cái việc nói xấu, nói không đúng, dung tục trên mạng xã hội có thể chắc chắn rằng là sẽ bị phạt. Nhưng cô ta vẫn cố tình để bị phạt nhưng mà không vì mục đích gì hết đó. Chẳng qua là mình không thích bà Nguyễn Phương Hằng thì mình cứ nói xấu bà ta và cuối cùng là cứ mặc cho số phận là cứ bị phạt thôi. Cho nên vì vậy cũng là hai hành vi tương tự với nhau, nhưng một người là cố ý để được phạt vì mục đích là cao thượng, một người không có mục đích, không ý nghĩa gì cả nhưng cũng bị phạt. Cái đó ở ngoài xã hội người ta gọi nôm na đó chính là ngu mà còn lì đó. Và vì vậy tôi nghĩ rằng là trong tương lai cơ quan chức năng cần sớm ban hành những cái quy định về phát ngôn cũng như là chuẩn mực của nghệ sĩ để tránh trường hợp nghệ sĩ lạm dụng hình ảnh, lạm dụng tên tuổi của mình để đăng tải chia sẻ những thông tin nó không phù hợp. Và tôi nghĩ rằng là qua sự việc lần này bị phạt 7,5 triệu đồng đó, mắm tôm có thể là rút ra cho mình nhiều bài học sâu sắc hơn và tôi nghĩ rằng trong tương lai quả mi sẽ dừng hót ha. Và video ngày hôm nay đến đây xin phép được kết thúc. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi kênh Luật Sư Vlog ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật Sư Vlog. Kênh Luật Sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất.